Neymar còn 3 năm để thực hiện hợp đồng có giá trị tiền lương đến 25 triệu bảng mỗi năm tại PSG, nhưng ở một mùa hè đầy sóng gió, với sự ra đi của Messi cũng như cuộc đấu giữa câu lạc bộ và Kylian Mbappé, chuyện ở lại của Neymar trở thành khiên cưỡng. Theo Sky Sports, câu lạc bộ nước Pháp đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Neymar ngay ở thời điểm này sau khi chính tiền đạo Brazil nói anh muốn rời đi. Dự kiến PSG sẽ chấp thuận mức giá từ 50 đến 80 triệu bảng tùy thuộc vào người mua là ai. Cho dù về lý thuyết Neymar đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, lý tưởng nhất là Neymar trở lại Barcelona, nhưng vấn đề là đội bóng Tây Ban Nha không kham nổi khoản tiền do các vấn đề về tài chính. Nhưng có một câu hỏi khác có thể sẽ quyết định đến giá bán Neymar, đó là anh muốn nhảy hay là câu lạc bộ muốn đẩy đi. Ở tuổi 31, Neymar đã không được coi là cầu thủ quan trọng của tân huấn luyện viên Luis Enrique khi ông xây dựng một đội bóng mới đúng theo tính cách quen thuộc. Các câu lạc bộ ở Saudi Arabia, Brazil, Mỹ và châu Âu đều được cho là sẽ cố gắng ký hợp đồng với Neymar vào mùa hè này. Thậm chí, đã có những cuộc thảo luận với Chelsea vào tháng riêng. PSG không bình luận gì về những dạng thông tin thế này. Đội bóng nước Pháp đang ở trong một hoàn cảnh mà các động thái của họ có thể gây tổn hại đến hình ảnh đại gia vốn được xây dựng bấy lâu này. Thông thường PSG luôn đợi các cầu thủ lên tiếng trước. Messi đã rời câu lạc bộ vào đầu mùa hè này để gia nhập Inter Miami, và nếu Neymar và Mbappé theo anh rời PSG, điều đó sẽ thực sự đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. PSG thực sự cố gắng rũ bỏ những gì mà chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của họ trước đây đã mô tả là hình ảnh rực rỡ trong quá khứ và làm việc để phát triển nhiều cầu thủ hơn một cách tự nhiên thay vì mang về những siêu sao hàng đầu. Neymar được cho là mẫu mực của cách tiếp cận cũ khi PSG phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để ký hợp đồng với anh từ Barcelona vào năm 2017 với giá 222 triệu euro, 200 triệu bảng vào thời điểm đó. PSG muốn chấm dứt văn hóa Galactico. Theo Sky Sports thì PSG muốn chấm dứt văn hóa Galactico. Về nguyên tắc, ai mà chẳng muốn sở hữu các ngôi sao tầm cỡ Neymar, Mbappé, nhưng bản chất vấn đề nằm ở khía cạnh tài chính. PSG không muốn người khác nhìn mình theo kiểu có được mọi thứ bằng tiền, họ muốn xây dựng một đội bóng trẻ hơn, khao khát hơn, chủ yếu gồm các cầu thủ Pháp. Tất nhiên, vẫn sẽ có những cầu thủ nước ngoài ký hợp đồng, nhưng động thái PSG cố gắng ký hợp đồng với Ousmane Dembélé đã nói lên nhiều điều. PSG vừa mới ký hợp đồng với tiền đạo người Bồ Đào Nha Goncalo Ramos từ Benfica theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải kèm theo tùy chọn mua Đức. Tiền đạo 22 tuổi này ra mắt Benfica vào năm 2020 sau khi gia nhập học viện của câu lạc bộ ở tuổi 12 và ghi 41 bàn cùng 16 đường kiến tạo sau 106 lần ra sân cho nhà vô địch Bồ Đào Nha. Anh đã gây chú ý trong lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm ngoái với cú hat-trick giúp Bồ Đào Nha lọt vào tứ kết sau khi thế chỗ Ronaldo. Ramos gia nhập các bản hợp đồng mới cùng Marco Asensio, Milan Skriniar, Lee Kang-in, Hugo Ekitai, Lucas Hernandez và Manuel Ugarte tại PSG. Nếu thỏa thuận với Ousmane Dembélé thành công thì chắc chắn là Neymar có ở lại cũng chỉ là người thừa trừ khi tiền đạo Brazil tích bồi không hưởng lương. Ngày 4 tháng 8, Bayern gửi đề nghị thứ ba hỏi mua Kane với giá 109 triệu đô la Mỹ kèm phụ phí, nhưng bị Tottenham Hotspur từ chối. Khi ấy, nhà vô địch Bundesliga thể hiện thái độ cứng rắn với việc cho đội bóng Anh một ngày để quyết định. Tottenham Hotspur không trả lời trong thời hạn, nhưng vẫn thông báo cho phía Bayern rằng họ không chấp nhận đề nghị. Trước đó, Tottenham Hotspur đã hai lần từ chối đề nghị của Bayern với trị giá 77 triệu đô la Mỹ trong tháng 6, rồi 90 triệu đô la Mỹ trong tháng 7. Tối 7 tháng 8, ban lãnh đạo Bayern họp để quyết định có tiếp tục theo đuổi Kane hay không. Theo Sky Sports, sau khi thống nhất rằng Bayern vẫn muốn có trung phong tuyển Anh, Bayern sẽ nâng đề nghị lên 120 triệu đô la Mỹ kèm phụ phí để một lần nữa thuyết phục Tottenham Hotspur nhả Kane. Bayern tin tương lai của Kane sẽ được quyết định trong tuần này, như mong muốn của tiền đạo 30 tuổi. Trước khi Tottenham Hotspur đá trận mở màn ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024 gặp Brentford vào ngày 13 tháng 8. Nếu không thể chốt xong thỏa thuận với Bayern, Kane nhiều khả năng ở lại. Kane chỉ còn một năm hợp đồng với Tottenham Hotspur và không muốn gia hạn, đồng nghĩa anh có thể tự do ra đi vào hè năm sau. Nếu điều đó xảy ra, Tottenham Hotspur có thể mất trắng tiền đạo chủ lực mà không thu về đồng nào. Thậm chí có thể nhìn anh gia nhập một đội kình địch tại ngoại hạng Anh, điều mà chủ tịch Tottenham Hotspur Daniel Levy đã tìm cách ngăn cản trong nhiều năm. Hiện tại, Kane vẫn tích cực tập luyện và thi đấu dưới trướng tân huấn luyện viên Ange Postecoglou. Ngày 6 tháng 8, anh ra sân trong trận giao hữu, thắng Shakhtar Donetsk 5-1 và ghi 4 bàn. Nhưng Kane không sang Catalonia để đá trận giao hữu cuối cùng của Tottenham Hotspur hè này, trận thua ngược Barca 2-4 ngày 8 tháng 8. Kane ghi 30 bàn ở ngoại hạng Anh năm ngoái khi Tottenham Hotspur kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 và không giành suất dự cúp châu Âu. Đội bóng Bắc London chưa đoạt danh hiệu nào từ năm 2008. Đây là một trong những lý do khiến Kane muốn ra đi. Kane đã ghi 280 bàn trong 435 trận khoác áo Tottenham Hotspur. Anh ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ vào tháng 12 năm 2011. Nếu tính riêng ngoại hạng Anh, Kane đã ghi 213 bàn sau 320 trận. Anh cần 48 bàn nữa để phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải do Alan Shearer nắm giữ.